hôm trước ấy chị đang đọc một cái em Doãn Hải My Doãn Hải My nghiêm khắc uốn nắn dạy dỗ em trai cách nói chuyện đọc cái đoạn đấy đúng không? Chị làm chị lại nhớ hôm trước trong cuộc trò chuyện của mấy thằng em nhà chị ấy thằng Linh hỏi cái gì thằng Hùng hay con thằng Hùng thằng Linh bảo mày á phải vâng chứ vâng thấy cái này nhưng mà em làm kiểu đấy em nói chung là anh chị em trong nhà em cũng muốn là nói chuyện kiểu có lễ phép như thế nhưng em còn nói chúng không ý cứ sao sao rồi thằng Hùng trông gấu nhỉ? Trông eo ơi, mày phải nhìn nó, mày phải nhìn nó đi bơi cơ. Nó có đuôi người kiểu xăm xong rồi mặt mặt mũi thì như châu Phi ấy, kiểu mặt bằng bằng ấy. Lắm nhất. Không mà nhìn thằng Hùng mà nó trông bằng bằng mà. Nhìn thằng Hùng trông ấy lắm, trông cục vãi. Trông cục, đúng trông cục. Xong rồi đi đi kiểu rất là đầu gấu, người thì xa. Nhưng mà nói chuyện, nhưng mà nói chuyện thì buồn cười. Cách thế các cháu tuổi tiên mới thích. Cháu thế đúng rồi. Các em. Đây này nó bảo là gì nhỉ? Nãy quay rồi. Tiền cộng tụ ứng đấy à, xong nó bảo là cộng tụ ứng 30 triệu mà. Xong nó bảo là đấy bảo cú cứt chứ. Thằng Linh nó toàn thế. Hôm trước chị đấy thằng Linh còn mách mách Linh thì tôi buồn cười đấy. Ông Linh là chị Linh rất hơn thua luôn. Siêu hơn thua luôn. Hôm trước mách về cái gì về một thằng Lâm ấy. Cũng cười rồi. Lâm Thanh á. Ủa nhưng mà rõ ràng là hai người đấy không có họ hàng đúng không? Anh mình với Lâm không có họ hàng không? Không, bọn chị với Lâm. À không, tính ra là có đấy. Thế á? Ừ. Chị phải gọi bố của anh Tú thôi. Có nghĩa là nó họ với cậu Tú gần hơn. Chị có nghĩa nó có họ với cậu Tú nhưng nó có họ với cậu Tú gần hơn là chị có họ với nó. Có nghĩa là hầu như là đều có họ nhưng mà chị với nó họ xa. Chị phải gọi là chú hay là anh. Còn nó thì với cậu Tú thì gần hơn tại vì cậu Tú cũng hơn chị một bậc mà. Nên sau khi là nó với họ ngoại nhà cậu Tú hay sao ấy. Gọi là chú mà. Ừ, tính là họ ngoại nhà cậu Tú hay sao ấy. Còn nhà chị nếu mà có họ thì xa rồi. Thế nên coi như là không có họ. Để xa lắm rồi. Buồn cười hôm trước thì thằng Linh cũng mách cái gì kiểu Huy ấy. Giờ mình vừa trong sáng bức tranh một cô gái có một cánh như này cắm cả nhà rồi xong một trong bức tranh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong tranh tiếp theo. Tưởng tim Đông Anh thì là một nói chung là em vừa hồi em mới vào em nghĩ là chắc tim Đông Anh kiểu phải ấy là phải như kiểu là một khối đừng gọi tim Đông Anh tim Đông Anh. Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người, mình là tôi con trai của mình. Hôm nay cả nhà cùng mình tôi bước chân giống con đang ngồi vắng bên này nhé. Chỉ nói cô đấy, chỉ nói cô đấy là em đã tưởng tượng được mặt ông lúc nói rồi. Mình đã hoàn thành xong cái tranh rồi, cảm ơn mọi người đã xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.